Tin tức Tô Kinh Doanh, quân Ly Dạ bình an trở về, như một giọt nước rơi vào chảo nóng, lập tức lan rộng. Sứ giả, chữ quân các nước đều lần lượt đến lấy danh nghĩa quan tâm, đến thăm dò thực hư, cũng để gia tăng tình cảm, tạo dựng mối quan hệ. Lưu Vân Cung lôi kéo người có thế lực lớn như quân Ly Dạ với bọn họ, với quốc gia, đều có lợi ích rất lớn. Chập tối, Doanh Nhi, ăn từ từ thôi, cẩn thận kẻo nghẹn. Ăn như hổ đói. Doanh Nhi, chuyện cung chủ Lạc Nguyệt Cung là như thế nào? Hoàng huynh, chuyện này mà huynh cũng tin à? Tính cách muội muội của huynh thế nào, huynh còn không biết sao, làm sao có thể thế được? Hơn nữa, huynh nhìn ta lớn lên từ nhỏ, quỷ mới biết có phải là Ngự Phong kia trúng gió, nhận nhầm ta thành chủ tử của hắn không? Vì sao muội lại có thể gảy cổ nghịch cầm? Lời đồn đều là lừa người thôi. Nói chuyện rất ruồng rã, bản thân ta còn thấy thắc mắc đấy. Còn tuyệt thế cổ cầm nữa, vớ bẩn. Muội muội này. Mà thôi, dù Lạc Nguyệt Cung có dụng ý gì, muội cũng phải cẩn thận một chút, đừng để người ta nắm được sơ hở. Âm, ta biết rồi. Đại điển bốn nước cũng kết thúc, chúng ta ở lại Tây Minh khá lâu. Đến lúc phải rời khỏi, khởi hành về rồi. Ra ngoài nhiều tháng, chắc hẳn phụ hoàng mong nhớ chúng ta rồi. Nhanh vậy sao? Khi nào chúng ta về? Khó khăn lắm mới tìm được quân Ly Dạ. Mới đó mà đã phải chia xa rồi sao? Xem ra nhà đầu chết tiệt này thật sự đã bị mê hoặc rồi. Vì quân Ly Dạ mà không muốn quay về Đông Nhạc nữa. Ngày mai, Tây Minh Hoàng sẽ đưa tiễn chúng ta. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì ngày mai các nước khác cũng sẽ khởi hành về nước. Hết khẩu vị. Hai, ngày mai phải quay về rồi, có phải Ali cũng phải về Bắc Lăng không? Vậy chẳng phải là chúng ta sẽ phải xa nhau rất lâu sao? Không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau, không phải lại phải đợi đến đại điển tứ quốc lần tiếp theo đấy chứ? Ghét nhất là yêu xa. Mặc dù khoảng cách sinh ra cái đẹp, nhưng khoảng cách quá xa khó đảm bảo sẽ sinh ra tiểu tam. Ngộ nhỡ, chúng ta gặp lại nhau hắn đã là cha của mấy đứa con rồi, thì chẳng phải là ta bị cắm sừng rồi sao? Bực bội. À, bực quá bực quá. Ta khó khăn lắm mới có được một mối tình. Được không? Nếu Ali không phải là Bắc Lăng Nhiếp Chính Vương thì tốt rồi. Trực tiếp đóng gói mang về Đông Nhạc thì tốt biết mấy. Doanh Nhi, nàng định đóng gói ta đi đâu? Ali. À, đồ háo sắc, ra ngoài, không thấy ta đang tắm sao? Ra ngoài, hốt hoảng. Người nàng có chỗ nào ta chưa nhìn thấy? Đừng xấu hổ, huống hồ, nàng là vương phi tương lai của ta, sau này cũng phải cho ta thấy. Nổi giận, đi ra, ai muốn lấy chàng chứ? Ồ, lạnh lùng cảnh cáo, không lấy ta thì nàng định lấy ai? Hừ, không biết xấu hổ. Chàng còn chưa nói chuyện với phụ hoàng ta thì sao ta phải lấy chàng? Ha ha. Chàng cười cái gì? Lại gần. Doanh Nhi, nàng nóng lòng lấy ta đến vậy sao? Vậy thì đã sao, ta nóng lòng đấy. Không muốn thì thôi. Trái tim ta đều thuộc về nàng, sao lại không muốn nàng chứ? Doanh Nhi, ta rất vui. Cho dù một ngày nàng ấy sẽ rời xa ta, thì chẳng lẽ ta thật sự nỡ buông tay sao? Không, tuyệt đối không thể. Đau quá, quân Ly Dạ, sao lại cắn ta? Trừng phạt. Ngày mai khởi hành, ta sẽ cho Mạc Huyền âm thầm bảo vệ nàng. Còn chàng thì sao? Tất nhiên ta sẽ quay về Bắc Lăng. Hừ, ta biết mà, chàng làm sao có thể đưa ta về Đông Nhạc, không đưa thì thôi. Chàng ấy dù sao cũng là Bắc Lăng Nhiếp Chính Vương. Nhà đầu ngốc, nếu ta không về Bắc Lăng thì làm sao cầu hôn với Đông Nhạc, làm sao lấy được nàng? Chàng,
Chàng định cầu hôn với phụ hoàng ta sao? Xung quanh nàng có quá nhiều ruồi nhặng, nếu ta không hành động nhanh thì sợ rằng sẽ bị cướp mất. Quân Ly dạ, chẳng mắng ai là phân đấy. Sáng sớm hôm sau, Hiền Viên Lạc Thần đưa tiễn các nước. Hôm qua chẳng phải nha đầu này còn bày ra bộ dạng không còn lưu luyến gì sao? Sao bây giờ lại cười vui vẻ thế này? Chẳng lẽ muội ấy không biết lần này sau khi trở về tuyệt đối sẽ không thể gặp lại Quân Ly dạ nữa sao? Hay là hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết? Hoàng huynh, huynh cứ nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có thứ gì sao? Doanh Nhi, hôm nay tâm trạng của muội tốt lắm à? Tất nhiên rồi, nghĩ đến việc sắp gặp được phụ hoàng, trong lòng ta liền cảm thấy vui vẻ, hận không thể về Đông Nhạc ngay. Hiếm khi muội còn nhớ đến phụ hoàng, chắc hẳn phụ hoàng biết được, trong lòng sẽ cảm thấy rất vui. Cũng phải, nhà đầu Doanh Nhi này cũng ra ngoài hơn một tháng rồi, trong lòng nhất định nhớ mong phụ hoàng. Nhà đầu ngốc, nếu ta không về Bắc Lăng thì làm sao cầu hôn với Đông Nhạc đây, làm sao lấy nàng được? Vào hết chỗ ngồi. Liếc mắt đưa tin. Thái tử Nam Cương không khỏe, hai ngày trước đã lên đường về nước trong đêm. Biết ngay là nữ nhân chết tiệt này sẽ không chịu để yên mà. Khụ khụ. Hừ. Phải rồi, Triệu Thiên Tể đâu? Nhìn trái ngó phải. Tây Minh Hoàng, không biết Nam Cương Thái tử đang ở đâu? Lập tức yên lặng. Hừ, chạy nhanh thật đấy, thật đáng tiếc, mũi tên đó không thể bắn chết hắn. Dám tính kế ta, đúng là chán sống rồi. Hóa ra mũi tên kia của Triệu Thiên Tề là do cô ấy bắn. Cho dù cô ấy là Đông Nhạc công chúa thì làm thế này cũng quá vô pháp vô thiên rồi. Người ta dù sao cũng là thái tử một nước, chữ quân tương lai của nước Nam Cương đấy. Doanh Nhi, chuyện là thế nào? Đồng Nhạc công chúa, Nam Cương thái tử không thù không oán gì với ngươi, vì sao ngươi phải làm tổn thương hắn? Tây Minh Hoàng, chuyện này nên hỏi Nam Cương thái tử, hỏi hắn vì sao vô duyên vô cớ lại sắp xếp sát thủ, hỏi hắn vì sao lại dồn chúng ta vào đường cùng. Làm gì có lý đó? Triệu Thiên Tề quá hỗn xược rồi, coi Đông Nhạc chúng ta dễ bắt nạt lắm sao, lại dám tính kế với Doanh Nhi. Hành vi này không xứng làm chữ quân của một nước, đừng nói ngũ công chúa bắn hắn một tên, mà cho dù có giết hắn thì cũng không quá đáng. Triệu Thiên Tề này đúng là tự tìm đường chết. Doanh Nhi đừng giận nữa, bản vương đã cho người đến Nam Cương chặn cướp rồi, chắc chắn bây giờ đã đuổi kịp họ rồi. Chàng đã cho người đi chặn cướp họ sao? Hừ, thật không có nghĩa khí, trả thù cũng không nói với ta. Chàng giết Triệu Thiên Tề rồi à? Nói thế nào thì Triệu Thiên Tề cũng là Nam Cương thái tử, sao bản vương có thể lấy mạng hắn được? Bản vương chẳng qua chỉ chặt đứt gân tay gân chân của hắn, tiện cắt một vài thứ trên người hắn coi như lãi thôi. Im lặng. Làm tốt lắm, tán thành. Giết hắn thì quá dễ dàng cho hắn, phải bắt con rùa này càng đau khổ cả đời. Thế nào, tiểu nha đầu hả giận không? Lợi cho hắn rồi. Cười lạnh. Muốn nói lại thôi. Doanh Nhi, muội. Hoàng huynh, huynh thấy ta tàn nhẫn lắm sao? Doanh Nhi, Hoàng huynh, huynh thấy ta tàn nhẫn cũng được, máu lạnh cũng được. Tô Kinh Doanh ta trời sinh vốn là như thế. Lương thiện là cái gì? Lương tri là cái gì? Xin lỗi, ta không có. Ta không phải là thánh mẫu. Thà vì ta phụ cả thiên hạ, cũng không vì thiên hạ phụ ta. Nữ nhân này đúng là lần nào cũng có thể làm cho ta phải giật mình. Hay cho, thà vì ta phụ cả thiên hạ, cũng không vì thiên hạ phụ ta. Không hổ là nữ nhân bản vương coi trọng. Tàn nhẫn thì đã sao, lạnh lùng thì đã sao, nữ nhân của bản vương, cho dù nàng ấy muốn lật đổ cả thiên hạ này thì bản vương cũng sẽ tự tay đưa cả thiên hạ ấy đến trước mặt nàng. Ali, người biết hôm đó Triệu Thiên Tề đã bố trí bao nhiêu sát thủ bao vây tấn công chúng ta không? 200 cung thủ, đều là tử sĩ. Lạnh cả sống lưng. 200 tử sĩ, vậy làm sao Doanh Nhi có thể thoát được? Nếu không có Quân Ly dạ ở bên cạnh muội ấy thì muội ấy. Triệu Thiên Tề này quả là đáng chết. Doanh Nhi,
là lỗi của Hoàng huynh không thể bảo vệ được muội. Chuyện này liên quan gì đến Hoàng huynh? Có người sắp tâm muốn giết ta, cho dù Hoàng huynh bảo vệ ta tốt thế nào thì họ cũng sẽ không tha cho ta. Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn. Hôm nay các vị sẽ khởi hành về nước, trẫm thay mặt con dân Tây Minh kính các vị một chén, chúc các vị đi đường bình an, mong quan hệ giữa Tây Minh và các nước càng ngày càng gắn bó. Chúc các vị đi đường bình an, mong quan hệ giữa Tây Minh và các nước càng ngày càng gắn bó. Cảm ơn lời chúc của Tây Minh Hoàng, mong tứ quốc thịnh thế an khang. Tây Minh Hoàng, dừng ở đây thôi. Hôm nay từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại. Sau này dù là bao lâu, Tây Minh cũng luôn chào đón các vị. Cổng thành Tây Minh mãi mãi mở rộng vì các vị. Khách khí rồi. Doanh Nhi, phải lên đường rồi. Lưu luyến không rời. Bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mà nha đầu này cũng không biết thu liếm lại. Ali, ta. Ngoan, về đi. Chẳng bao lâu sau chúng ta sẽ gặp lại thôi. Chàng nhất định phải đến đấy. Không là ta không đợi chàng nữa đâu. Ta sẽ bắt chàng phải hối hận. Tây Minh Hoàng, xin từ biệt tại đây. Chúng ta đi. Đợi đã. Doanh Nhi. Sao thế? Không nỡ xa ta à? Hôn lên. Ừ, không nỡ. Buồn bực. Hôn sâu, phớt lờ mọi người. Doanh Nhi. Ali, ta thật sự phải đi đây. Nhớ phải đến Đông Nhạc tìm ta đấy. Dám lừa ta, chàng không xong với ta đâu. Trần trời góc biển, ta cũng sẽ không tha cho chàng. Quân Ly giả ta xin thề, cả đời này, kiếp này chỉ yêu một mình nàng. Được, ta ở Đông Nhạc đợi chàng. Hoàng huynh, đi thôi. Khởi hành. Khói bốc lên cao, nơi phương Bắc xa xăm, trận chiến bùng lên như trời nổi cuồng phong. Vó ngựa tung bay mù mịt, kiếm đao tuốt vỏ sáng loa, tấm lòng như sông Hoàng Hà cuộn chảy. 20 năm trời dọc ngang tung hoành, chẳng biết kẻ thù đang đối đầu là ai. Nổi hứng hát vang, ngựa hí vang tung vó tận trời nam. Lòng vẫn quay về nhìn cố hương, càng nhìn cố hương càng thấy xa vời. Cảnh thay bình xưa, nay chiến tranh tan tác ngút trời. Lòng dặn lòng, cố thủ giữ gìn bờ cõi biên cương, giữ gìn từng tấc đất của quê hương. Dạ Phúc Hắc, tiểu nha đầu đã đi xa rồi, chúng ta cũng nên đi thôi, không thì mặt trời xuống núi chúng ta cũng không đến được quán trọ đâu. Ừ. Hoàng huynh, nha đầu này quả thật là một miếng ngọc chưa mài. Không làm thì thôi, đã làm là khiến mọi người khiếp sợ. Lúc đầu chúng ta đều đã lầm, chỉ có Quân Ly Dạ là nhận ra tài hoa của cô ấy. Ngọc chưa mài cái gì? Nữ nhân chết tiệt này rõ ràng là một tảng đá, mặt dày vô sỉ, bị ổi hạ lưu. Hoàng huynh, thành kiến của huynh với cô ấy quá nặng. Không nói mấy chuyện này nữa, tiểu cửu thế nào rồi? Nhà đầu Dung Phi này mà gây sự thì thật sự không hề thua kém Tô Kinh Doanh nữ nhân chết tiệt kia. Nhìn chúng ai không được, lại cứ phải nhìn chúng Thượng Quan Kinh Hồng, Phong Lưu Thành Tính kia, còn nhất quyết đòi theo hắn về Bắc Lăng. Chắc đang nổi giận đập phá đồ ở Phi Vân Cung rồi. Nhưng Hoàng huynh yên tâm, có tiểu thất ở bên cạnh trông chừng muội ấy, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bên ngoài cổng thành, thất Hoàng huynh, huynh vẫn thích sư phụ Tô Kinh Doanh phải không? Vì sao huynh không đi tiễn sư phụ? Huynh phải biết đây rất có thể là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Bây giờ nàng ấy rất hạnh phúc, sẽ không muốn bản vương đi quấy rầy nàng ấy. Hơn nữa bản vương cũng không có tư cách này. Huynh ấy làm gì có tư cách ấy? Bản thân suýt nữa đã hại chết sư phụ. Quân Ly Dạ quả thật là tốt hơn huynh ấy nhiều. Dung Phi, Thượng Quan Kinh Hồng đã đi rồi, chúng ta nên về thôi. Nếu Hoàng huynh biết bản vương lén đưa muội ra đây, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Thật Hoàng huynh, đợi đã. Hoàng huynh, lần này Thượng Quan Kinh Hồng đi không biết khi nào mới có thể gặp lại. Hoàng huynh, cho ta nói với hắn mấy câu được không? Xin Hoàng huynh đấy. Tiểu cửu, Thượng Quan Kinh Hồng không hợp với muội, hắn không phải là sự lựa chọn tốt nhất dành cho muội.
Hoàng huynh tuyệt đối sẽ không cho muội lấy hắn. Ta mặc kệ, ta thích hắn. Tiểu Cửu, muội sẽ bị tổn thương, người như thượng quan Kinh Hồng sẽ không thật lòng với bất cứ nữ nhân nào. Hắn không phải là loại người đó, chưa thử thì làm sao biết được, ta muốn lấy hắn. Tiểu Cửu, Hoàng huynh, Tiểu Cửu cầu xin huynh đấy, trừ khi chính miệng hắn nói hắn không yêu ta, nếu không ta sẽ không từ bỏ. Xem ra muội chưa đụng phải đinh sẽ không chịu từ bỏ. Được rồi, không thuyết phục được muội, Hoàng huynh giúp muội thêm một lần nữa vậy. Đà tạ Hoàng huynh, dù phi biết tất Hoàng huynh là tốt nhất mà. Thượng quan Kinh Hồng, thượng quan Kinh Hồng, ta ở đây, hét to. Này, thượng quan Kinh Hồng, bà cô của ta. Nợ đào hoa của ngươi đuổi đến rồi, sao thế, không quay lại nhìn sao? Dạ Phúc Hắc, bản cung không biết từ khi nào ngươi lại trở nên thích lo chuyện bao đồng như thế đấy. Nợ đào hoa của bản cung nhiều như thế, có đầy người đẹp hơn cô ấy. Cô ấy quá phiền phức, bản cung không thèm để mắt đến. Nữ nhân có một người chẳng phải là đủ rồi sao? Nhiều nữ nhân như thế, ngươi không ngại phiền phức à? Hơn nữa, sao ngươi biết họ thật lòng với ngươi hay không? Ngươi tưởng ai cũng như ngươi à? Nếu nhà đầu Tô kinh doanh kia thích bản cung, thì bản cung tình nguyện chỉ có một mình cô ấy. Tiếc là trên đời này chỉ có một Tô kinh doanh. Tiếc là nàng ấy không để mắt đến ngươi. Thượng quan Kinh Hồng, ngươi quay lại cho ta. Quay lại. Khóc to. Tiểu Cửu, quay về thôi. Không, thượng quan Kinh Hồng, ngươi quay lại cho ta. Quay lại đây, ta ở đây mà. Thất Hoàng huynh, hắn cố ý không quay đầu lại. Hắn biết rõ là ta đã đến. Nơi này của ta đau quá. Tiểu Cửu, đừng khóc. Đau rồi sẽ không sao nữa. Ngoan, theo Hoàng huynh về. Thời gian chớp mắt trôi qua, ngày tháng như thoai đưa. Nháy mắt, đội ngũ của Đông Nhạc đã đi được hơn nửa tháng. Hoàng huynh, còn bao lâu nữa mới đến Đông Nhạc? Còn không đến thì ta chết mất. Đến rồi, vào cổng thành phía trước là đến, cuối cùng cũng đã về nhà rồi. Hả? Đến rồi sao? Thái tử Điện Hạ người về rồi. Cùng nghênh Thái tử Điện Hạ về nước. Điện Hạ anh tuấn quá. Chào mọi người, bản công chúa lại về rồi đây. Ha ha ha, mọi người có nhớ ta không? Thực ra mọi người không cần phải quá nhiệt tình, làm bộ làm tịch là được rồi, khiêm tốn thôi, ha ha. Đổ mồ hôi lạnh. Khụ khụ, công chúa, chắc hẳn mọi người chỉ chào đón Thái tử Điện Hạ thôi, còn công chúa thì người vẫn nên kéo rèm xuống đi. Hả, vì sao thế? Công chúa, người tự nhìn đi. Cút, công chúa mặt dày vô sỉ, người còn dám quay về à? Sao không chết ở Tây Minh đi? Trời ạ, sao Thủy Vương Tây Minh không thu yêu nghiệt này lại, lại thả cô ấy về tiếp tục gây họa cho chúng ta? Cứu với, ta còn tưởng nữ ma đầu này đến Tây Minh rồi sẽ không quay lại nữa chứ, sao lại thế này? Ném. Hỏng rồi, nữ ma đầu quay lại rồi, ngày tháng yên bình của chúng ta hết rồi. Chẳng phải ta chỉ nói có một câu thôi sao? Sao lại khiến mọi người nổi giận như thế? Chồng ta thiếu đòn đến vậy sao? Tịch Nhi, sao lại thế này? Công chúa, người quên rồi sao? Người từng ỷ vào thân phận công chúa cướp đoạt Mỹ Nam, cưỡng ép Mỹ Nam nhà lành, không chỉ ăn cơm, không trả tiền, mà còn đại náo tửu lâu, thường mang thị vệ đi đánh nhau với bách tính, còn từng phóng hỏa thiêu diện Ngọc Lâu. Hóa ra ta còn có nhiều tiền án như vậy à? Chẳng trách bách tính lại tránh ta như tránh tà, đúng là ngang ngược hống hách, không ngờ chủ nhân cũ của cơ thể này lại có thể làm ra được những chuyện đó. Ai, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn phải cố gắng. Công chúa, đến hoàng thành rồi, phải xuống xe thôi. Doanh Nhi, những lời bách tính vừa nói, muội đừng để trong lòng, họ không cố ý đâu. Không đâu, thực ra họ nói không sai. Trước đây ta quả thật quá tùy hứng, quá ngang ngược, làm nhiều việc sai lầm như thế, bách tính hận ta cũng là có lý do. Doanh Nhi, thế nhưng đây đều là chuyện quá khứ rồi. Trước đây ngang ngược, bây giờ tuyệt đối sẽ không, không thế nữa. Nếu bách tính có thành kiến với ta, ta sẽ cố gắng hết sức bù đắp, làm tròn bổn phận của một công chúa,
Cho dù cuối cùng vẫn không thể khiến Bách Tính thay đổi cách nhìn về ta, thì ta cũng đã cố gắng hết sức. Doanh Nhi, muội thật sự đã trưởng thành rồi. Đi thôi, phụ hoàng đang đợi chúng ta đấy. Ừ. Thái tử điện hạ, Ngũ công chúa đến. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Mau đứng dậy đi, mau đứng dậy đi. Đúng là hoàng nhi tốt của trẫm. Cha, Ngũ muội muội ra ngoài một chuyến, sao ngay cả tiết lễ cơ bản cũng quên mất như thế. Nhị công chúa Tô Mạt Tuyết gặp phụ hoàng cũng không biết hành lễ, trong mắt có còn phụ hoàng nữa hay không. Dung Đức Phi, mẫu phi Tô Mạt Tuyết. Ngũ công chúa, vậy là người không phải rồi. Nói sao thì hoàng thượng cũng là phụ hoàng của ngươi, cho dù oán trách như thế nào thì cũng không thể không hành lễ được. Ta chẳng qua chỉ chưa hành lễ thôi, mà bị họ nói như thế này. Tô Mạt Tuyết thì cũng thôi đi, lời Đức Phi nói mới ghê gớm. Nhẹ thì ta là ngang ngược khống hách, ngay cả hoàng đế cũng không để vào mắt. Nặng thì Tô Khinh Doanh này có ý kiến với hoàng đế, ôm hận ở trong lòng. Hừ hừ hừ, không hổ là nữ nhân hậu cung, thủ đoạn quả là lợi hại. Đức Phi, đều tại tên tiện nhân kia, hoàng thượng quá thiên vị nó. Phụ hoàng, mẫu phi nói có sai đâu, là Tô Kinh Doanh. Cầm miệng. Khoác, phụ hoàng, cần gì phải nổi giận với nhị hoàng tỷ như thế? Chắc hẳn nhị hoàng tỷ cũng không cố ý làm khó con đâu, mặc dù nhị hoàng tỷ nói rất có lý, thế nhưng con không hề tán thành. Ngươi có ý gì? Không biết nhị hoàng tử đã từng nghe nói đến câu luật pháp không thể tách rời đạo đức tình cảm chưa? Phụ hoàng là hoàng đế, nhưng cũng là cha ta. Ta xa phụ hoàng hơn một tháng, trong lòng vô cùng mong nhớ. Thế nên vừa nhìn thấy phụ hoàng đã kích động đến mức quên cả hành lễ. Đây chẳng phải là về tình cảm có thể thông cảm được sao? Chẳng phải nhà đầu này trước giờ không gần gũi với trẫm sao? Sao giờ lại đổi tính rồi, mà cũng không còn ngốc nữa, trông có vẻ lanh lợi hơn nhiều. Phụ hoàng làm sao thế? Hay cho câu luật pháp không thể tách rời đạo đức tình cảm. Doanh Nhi, mau để phụ hoàng xem nào, hơn một tháng không gặp, người không chỉ cao hơn mà còn trở nên xinh đẹp. Tất nhiên rồi, cũng không nhìn xem là con gái của ai. Ha ha ha, con đấy, mấy ngày không gặp, từ khi nào lại trở nên khéo ăn khéo nói như thế, lại dám mang trẫm ra nói đùa. Kỳ lạ, đồ ngốc này sao lại không ngốc nữa, còn trở nên thông minh như vậy, chuyện gì thế này? Bây giờ cô ấy được sự sủng ái của phụ hoàng, quyết không thể để cô ấy tiếp tục sống trong thế gian này, không thì sau này Độc Nhạc làm gì có chỗ của chúng ta. Cản đường chúng ta thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Ha ha, Ngũ công chúa đúng là hòn ngọc trên tay hoàng thượng, không biết sau này ai có phúc lấy được Ngũ công chúa. Cha, xem trí nhớ của bản cung này, Ngũ công chúa chẳng phải là có hôn ước với Tây Minh Thụy Vương sao? Trai tài gái sắc, quả là trời sinh một cặp. Ai chẳng biết, Tây Minh Thụy Vương chán ghét đồ ngốc này vô cùng, sao có thể lấy cô ấy được? Ta hủy bỏ hôn ước rồi. Cái gì? Hủy hôn sao? Doanh Nhi, xin lỗi. Bản cung cũng không biết. Doanh Nhi đừng để ý trong lòng. Doanh Nhi. Ngũ muội. Đang yên đang lành, sao lại bị hủy hôn? Tứ công chúa Tô Mạt Vân. Chà, giờ phải làm thế nào đây? Bị hủy hôn, sau này làm sao gả đi được? Phải đấy, đường đường là công chúa một nước, lại bị hủy hôn. Đây chẳng phải là làm mất thể diện của Đông Nhạc sao? Nếu là ta thì sớm đã lấy cái chết tạ tội, chứ đâu có còn mặt mũi mà quay về. Doanh Nhi đừng buồn, hôn ước lúc đầu với Hiên Viên Triệt chỉ là gượng ép, hủy rồi thì thôi, Đông Nhạc chúng ta cũng không ít thanh niên tài tuấn. Cùng lắm thì muội để mắt đến ai, bảo phụ hoàng ban hôn cho muội là được. Nhị hoàng tỷ, tứ hoàng tỷ, tam hoàng huynh, mấy người lớn tuổi không nghe rõ ta nói gì hay sao? Hay là nhiều gì tai quá, bít mất lỗ tai rồi? Ta nói là, ta
ta hủy bỏ hôn ước với Hiên Viên Triệt, không phải hắn hủy hôn. Do you understand? Bản thân IQ thấp thì đừng có ra ngoài làm mất mặt. Từ khi nào Doanh Nhi lại trở nên lanh lợi sắc bén thế này? Hừ, cho các ngươi thấy khả năng chiến đấu của Doanh Nhi. Tô Kinh Doanh, ngươi dám mắng ta à? Hừ, gì mà mình hủy hôn với Hiên Viên Triệt, tính cách ngươi ai mà không biết, đổi trắng thay đen, đúng là không biết xấu hổ. Nhị hoàng tỷ nói gì thế? Giống như muốn Doanh Nhi bị hủy hôn vậy. Tục ngữ có câu, thả dỡ 10 tòa miếu cũng không hủy đi một cuộc nhân duyên. Hiên Viên Triệt đã có người mình thích, nếu Doanh Nhi còn sống chết đòi gả cho hắn thì chẳng phải là làm mất mặt Đông Nhạc hơn sao? Hừ, ai tin chứ? Im hết đi. Các ngươi làm gì thế hả? Doanh Nhi và Dực Nhi vừa mới trở về, các ngươi đã vội vã gây phiền phức với họ sao? Coi chậm chết rồi à? Phụ hoàng, Nhi thần cũng không phải đủ rồi. Cho dù Doanh Nhi hủy hôn thì đã sao? Nó vẫn là ngũ công chúa của Đông Nhạc, là con gái của trẫm. Cho dù sau này không gả thì trẫm cũng sẽ nuôi nó cả đời. Trẫm không tin công chúa Đông Nhạc không gả đi được lại không thể sống được. Tất cả đều chẳng ra làm sao, lời nói đều mang ý châm chọc. Còn nói linh tinh nữa thì cút về hết cho trẫm, đừng ra ngoài nữa. Phụ hoàng, người thật tốt. Trước đây Doanh Nhi đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng, còn luôn chọc giận phụ hoàng. Trước đây Doanh Nhi đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng. Phụ hoàng, Nhi thần còn chưa kịp nói với người, bây giờ Doanh Nhi đã không còn ngốc nữa, còn rất thông minh. Nhà đầu này không chỉ thể hiện tài năng ở Tây Minh mà còn giành được hạng nhất trong tiệc thưởng hoa. Quả thật đã giành vinh quang cho Đông Nhạc. Ồ, còn có chuyện này sao? Thế nào, phụ hoàng không tin Doanh Nhi sao? Không tin thì phụ hoàng có thể cho người đến Tây Minh hỏi thăm xem con gái người đã đè bẹp mọi người như thế nào. Ha ha, tin, sao chấm lại không tin được chứ? Doanh Nhi của chấm phải xuất sắc như thế. Vẻ mặt tối sầm, đồ ngốc này, sao lại không ngốc nữa? Doanh Nhi đúng là càng ngày càng duyên dáng, yêu kiều. Giờ mới 17, còn chưa cập kê mà đã tuyệt sắc khinh thành. Còn không phải sao? Chậm nhớ, 2 tháng nữa chính là lễ cập kê của Doanh Nhi. Đến lúc đó, Doanh Nhi phải tổ chức thật linh đình. Vì sao chứ? Rõ ràng đều là con gái của phụ hoàng. Vì sao đãi ngộ lại khác nhau như thế? Trước đây, Tô Kinh Doanh ngốc, phụ hoàng đã sủng ái cô ta. Bây giờ không ngốc nữa, chẳng phải là càng sủng ái hơn sao? Thế nhưng, Doanh Nhi, nữ nhân rồi cũng phải tìm một phu quân tốt để gả. Bản cung làm mai cho ngươi một lần được không? Bản cung thấy, đích công tử của Hình Bộ Thượng Thư không tệ. Gia thất, tài hoa, đều là sự lựa chọn hàng đầu, mà nhân phẩm cũng tốt. Không cần đâu. Lời này nếu để Ali nghe thấy, thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào, nhất định rất thú vị. Doanh Nhi, bản cung biết ngươi xấu hổ, yên tâm, Tưởng công tử hắn rất tốt. Diễm Phi. Diễm Phi nương nương, hai chúng ta không thân, đừng gọi thân mật như thế. Hôn sự của bản công chúa không cần ngươi phải quan tâm. Phụ hoàng vừa mới nói rồi, cho dù bản công chúa không gả thì cũng có thể nuôi bản công chúa cả đời. Diễm Phi nương nương, không muốn nhìn thấy bản công chúa sao? Vừa mới quay về đã vội vàng gả ta đi. Doanh Nhi, bản cung, Diễm Phi nương nương cứ gọi ta là ngũ công chúa đi. Chỉ có mẫu thân của bản công chúa mới xứng gọi là Doanh Nhi. Ngươi là cái thá gì? Trong ký ức của nguyên chủ, Diễm Phi trong hậu cung là người được hoàng thượng sủng ái nhất, cũng là người không đơn giản nhất. Diễm Phi không cha không mẹ, là người hoàng thượng đưa về trong một lần vi phục xuất tuần. Chẳng qua là một tiểu thiếp của phụ hoàng, không có tư cách gọi tên của bản công chúa. Đồ ngốc này lại mất trí rồi à? Dám mắng Diễm Phi nương nương là tiểu thiếp. Nói vậy thì chẳng phải tất cả phi tần ở hậu cung đều là tiểu thiếp sao? Muốn nói lại thôi. Ngũ công chúa, ngươi thật ngông cuồng. Nói sao thì chúng ta cũng là phi tử của hoàng thượng. Ngũ công chúa làm vậy, e là không ổn đâu. Doanh, ngũ công chúa, là bản cung không tốt. Được rồi, đừng đóng kịch nữa. Thu nước mắt của ngươi lại đi, bản công chúa không rảnh xem ngươi đóng kịch. Mấy trò này của ngươi lừa được phụ hoàng, với ta thì vô dụng thôi.
chẳng qua chỉ có sao nói vậy, ngươi khóc cái gì, làm như mình ấm ức lắm vậy, đừng tưởng ta không biết ngươi là người như thế nào. Cha, phong thái này thật bá đạo, có hình bóng của trẫm năm đó đủ sắc bén. Ta mặc kệ các ngươi có ý đồ gì, tốt nhất nghẹn lại cho bản công chúa, nếu dám tính kế bản công chúa, ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Cảnh cáo. Phụ hoàng, không còn chuyện gì thì ta về trước đây. Ngênh ngang. Chiêu Dương cung. Tịch Nhi, Mạc Huyền đâu? Ngũ công chúa tìm thuộc hạ. Mạc Huyền, biết A Ly đến đâu rồi không? Đã về đến Bắc Lăng chưa? Lâu vậy rồi cũng không thấy quân Ly Dạ gửi thư đến đây, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Nếu thuộc hạ đoán không nhầm thì chắc là còn 5 ngày nữa chủ tử sẽ đến Bắc Lăng. Sao vẫn còn lâu thế? Cổ đại yêu xa thật đáng ghét. Nếu có máy bay thì tốt rồi, mấy ngàn dặm mấy tiếng đồng hồ là tới. Công chúa đi đường vất vả cả ngày rồi, công chúa nghỉ ngơi trước đi, đến bữa tối nô tì lại gọi người. Ừ. Phi Tuyết cung. Tuyết Nhi, con đang làm gì thế? Đập hết mấy thứ này có thể giải quyết được vấn đề sao? Sao con lại nóng giận như vậy? Mẫu phi, đâu phải người không nhìn thấy tiểu tiện nhân Tô Kinh Doanh kia đối xử với ta như thế nào? Người bảo ta làm sao nhịn được? Sao cô ấy không chết ở Tây Minh luôn đi? Xem ra cô ta đã thật sự không còn là công chúa ngốc nghếch mặc chúng ta sắp xếp như trước đây nữa rồi. Lần này hơi khó giải quyết. Sao đến Tây Minh một chuyến lại trở nên thông minh như thế? Hừ, làm ra vẻ thôi, đồ ngốc vẫn là đồ ngốc. Không, ta lại thấy tiểu tiện nhân này thật sự đã khác với trước đây. Tuyết Nhi, nếu con vẫn không chịu nhìn thẳng vào đối thủ của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chịu thiệt. Nghe lời mẫu phi còn có thể hại con sao? Nhớ kỹ, dù con hận Tô Kinh Doanh thế nào, thì khoảng thời gian này cũng không được tùy tiện ra tay với cô ấy, biết chưa? Mẫu phi, chẳng lẽ người muốn ta phải cúi đầu trước cô ta sao? Ta tuyệt đối không làm được. Đến Diễm Phi cô ấy còn chẳng sợ, chẳng lẽ lại sợ con sao? Cô ấy không có mẹ, nhưng con đừng quên, đằng sau cô ấy còn có nam nhân tôn quý nhất Đông Nhạc chống lưng cho cô ấy. Hừ, Tuyết Nhi, rốt cuộc con có nghe thấy không? Ta biết rồi. Chiêu Dương cung, đêm khuya giờ tí. Tịch Nhi. Công chúa, người dậy rồi sao? Đói rồi phải không? Nô tỳ lập tức chuẩn bị đồ ăn cho người. Nô tỳ thấy công chúa ngủ say nên không gọi công chúa dậy, định hâm nóng đồ ăn trước, đợi người dậy là có thể ăn. Có một quản gia hiền huệ thật tốt, ăn mặc, đồ dùng đều rất chu đáo, ông trời đối xử với ta không bạc. Đó là công chúa tinh mắt. Được rồi, công chúa nhà ngươi không khó tính vậy đâu. Đã ăn chưa? Ngồi xuống ăn với ta đi. Nô tỳ đã ăn rồi. Công chúa, làm sao thế? Trong cơm có độc. Có độc? Sao có thể thế được? Công chúa, rút ra, cắm vào. Chẳng phải công chúa nói là có độc sao? Công chúa, sao lại thế này? Chẳng qua là trò vặt vãnh thôi. Lần lượt hạ độc vào các món ăn khác nhau, tính chuẩn lượng thuốc, chỉ ăn một loại sẽ không trúng độc, nhưng nếu ăn đồ ăn tương khắc thì sẽ trúng kịch độc. Hừ, vừa về đến đã vội vàng ra tay với ta, nhưng không biết là Dung Đức Phi hay là Diễm Phi. Lòng dạ độc ác quá, thật đáng ghét. Công chúa, có cần nói chuyện này với Hoàng thượng không? Không có bằng chứng, phụ hoàng làm sao tin được? Hơn nữa, ta vẫn chưa biết là ai hạ độc, không muốn đánh rắn động cỏ. Tìm một người đáng tin cậy, đến Ngự Thiện phòng tìm mấy món ăn đến đây. Nô tỳ lập tức đi ngay. Hoa viên. Thái tử điện hạ xin dừng bước. Diễm Phi nương nương. Diễm Phi này rõ ràng là nữ nhân của phụ hoàng, lại không ngừng tiếp cận mình, thật sự khiến người ta chán ghét. Bây giờ lại là canh ba, trai đơn gái trước,
nếu để người có lòng nhìn thấy, sẽ chỉ mang lại rất nhiều phiền phức không cần thiết. Thái tử điện hạ, chỗ bản cung đã làm một ít điện tâm, mùi vị không tệ, muốn mời điện hạ đến nếm thử. Diễm phi nương nương xin tự trọng. Thái tử điện hạ, nếu Diễm phi nương nương không có chuyện gì thì bản cung xin phép cáo lui. Diễm phi nương nương, phải đi thôi. Đi thôi, chúng ta đi gặp hoàng thượng. Long Tiêu Cung. Ngưng Nhi, Doanh Nhi cuối cùng đã thể hiện tài hoa. Nó cũng xuất sắc như nàng, nhưng tính cách không dịu dàng bằng nàng, nó lợi hại lắm. Hoàng thượng, Diễm phi nương nương đã đến. Hoàng thượng, thần thiếp đã đích thân làm một ít điểm tâm, đặc biệt mang đến cho người. Không cần đâu, trẫm không rảnh. Tiểu lữ tử, đưa Diễm phi về đi. Nô tài tuân chỉ. Hoàng thượng, Diễm phi nương nương, mời. Nhã Ninh Cung. Nương nương, nô tỳ cáo lui, có chuyện gì thì cứ gọi nô tỳ. Nam nhân như ác ma kia đừng xuất hiện. Sợ cái gì, là ta. Đừng. Nghe nói tối nay ngươi đã giấu ta đi gặp Tô Tử Dực. Thế nào, bản hoàng tử chẳng lẽ không thể thỏa mãn được ngươi sao? Còn phải đi tìm nam nhân khác à? Nhị hoàng tử, ta sai rồi, xin lỗi. Xin lỗi, ta sai rồi. Xin ngài tha cho ta một lần này đi. Ta không dám nữa, ta cầu xin ngài. Tha cho ta đi. Nam nhân này không phải ai khác, chính là hoàng tử bị bệnh nổi tiếng ở Đông Nhạc, nhị hoàng tử Tô Hoài Thiên, là ca ca, cùng một mẹ sinh ra với tam hoàng tử. Nếu đã sai rồi thì phải chịu phạt. Không, đừng mà. Bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn lấy lý do ốm yếu, rất ít tham gia yến hội trong cung. Người ngoài chỉ biết hắn là một hoàng tử bị bệnh không quyền không thế, chứ không hề biết rằng hắn mới là người tâm lý biến thái nhất, nhiều mưu mô, tàn nhẫn nhất trong cung. A hu hu, huyệt câm. Yên Nhi, người đẹp quá. Sau mấy đợt mây mưa, ngũ hoàng muội của bản hoàng tử lần này trở về từ Tây Minh đã trở nên vô cùng xinh đẹp. Giúp ta tìm một cơ hội tiếp cận muội ấy. Đại bản hoàng tử có được muội ấy rồi, sẽ không dây dưa với ngươi nữa, được không? Tô Kinh Doanh không phải là muội muội của ngài sao? Hai người là huynh muội cùng cha khác mẹ đấy. Không dám tin. Phải thì đã làm sao? Không phải thì đã làm sao? Chuyện bản hoàng tử bảo ngươi làm, ngươi cứ làm theo là được rồi. Cười lạnh, sợ hãi. Cứ quyết định vậy đi. Chỉ cần đưa Tô Kinh Doanh lên giường của hắn, ta sẽ được giải thoát. Một tháng sau. Ai? Lòng dạ rối bời. Sắp một tháng rồi, sao quân ly dạ vẫn chẳng có lấy một bức thư? Không phải hắn thật sự đã quên ta rồi chứ? Doanh Nhi, làm sao thế? Cứ thở ngắn than dài. Bảo con chơi cờ với phụ hoàng buồn chán lắm sao? Có thể không buồn chán được sao? Suốt ngày chơi cờ vây với người, còn không bằng quay về đi ngủ. Vậy con nói xem, làm gì mới không chán? Nghe nói tài sản của hoàng đế đều nằm trong phúc khố, tiền trong đó nhiều đến mức có thể chôn sống người. Cười thầm. Phụ hoàng, con còn chưa từng đến quốc khố, người cho con vào xem quốc khố, xem thử được không? Con vào quốc khố làm gì? Ây da, tất nhiên là vào xem thử rồi, không thì người cho con dọn vào quốc khố ở cũng được. Hoàng thượng, Diễm phi đã đến. Phiền thật, đi đâu cũng có ruồi nhặng. Cho Diễm phi vào. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Dáng vẻ thướt tha. Giờ này Diễm phi đến đây làm gì? Hoàng thượng quên rồi sao? 3 ngày sau chính là hội bách hoa 1 năm 1 lần của Đông Nhạc. Người đã giao việc này cho thần thiếp. Thần thiếp thật sự lo lắng, lo liệu không đủ chu toàn. Vì thế đặc biệt đến đây để hoàng thượng xem qua, xem có chỗ nào thiếu sót không. Doanh Nhi, hội bách hoa 3 ngày sau,
Nếu con có thể giành được hạng nhất, phụ hoàng sẽ chiều theo ý con, bao gồm cả việc hồi nãy. Cái gì? Đồng ý cho ta chuyển vào quốc khố ở sao? Người nói đấy nhé, không được nuốt lời.